Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Heo Hơi sáng ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 8 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 7, chăn nuôi hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Theo số liệu thống kê thì hiện nay cả nước vẫn có 348 ổ dịch thuộc 93 huyện của 25 tỉnh thành phố chưa qua 21 ngày. Diễn biến dịch bệnh lan rộng cùng với thị trường đang vào mùa tiêu thụ thấp điểm khiến cho giá heo hơi ở nhiều địa phương trong thời gian gần đây đang có xu hướng chứng lại. Tuy nhiên phần lớn hiện nay giá heo hơi vẫn trên 60.000 đồng trên 1 kg, đảm bảo cho người chăn nuôi vẫn có lợi nhuận. Theo đó, một số địa phương như Hưng Yên hay là đối với tỉnh Bắc Giang là những tỉnh có mức giá cao. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng giao động mức giá 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu vực Trung Du, miền núi và một số tỉnh ở khu vực vùng cao không có sự biến động trong ngày hôm nay. Khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn hay lối với khu vực Hà Giang trong ngày hôm nay phổ biến dao động từ 63 cho đến 65.000 đồng. Hay một số địa phương ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên có mức giá dao động từ 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương ở khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mức giá bán khá tốt hơn so với các địa phương khác. Trong khi đó, cục Quảng Bình, Quảng Trị có mức giá thấp hơn. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi chỉ báo giá 61 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Hay các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ, từ khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi kéo dài cho đến khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay, phổ biến khung giá từ 61 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá nhìn hơn cả, nhiều nơi báo giá 64 cho đến 65.000 đồng. Tuy nhiên, những khu vực như Gia Lai, còn Tùm, đặc biệt, nhiều huyện khu vực An Khê của Gia Lai trong ngày hôm nay chỉ báo giá 62.000 đồng trên 1 kg. Bán nhỏ lẻ với heo đẹp thì được mức giá 63.000 đồng. Các địa phương khác không có sự biến động. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, mức giá cao là 63 cho đến 65.000 đồng. Tuy nhiên cũng có những địa phương chỉ giao động 61 cho đến 62.000 đồng. Một số địa phương ở khu miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay khi nhận khung giá 63 cho đến 64.000 đồng là khung giá phổ biến. Thu vụ chân nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay, phần lớn các địa phương báo giá 63.000 đồng trên 1 kg ở huyện Vĩnh Cửu hay quanh khu vực thành phố Long Khánh cũng có mức giá này. Trong khi đó Bình Dương, Bình Phước hay khu vực Tây Ninh heo đẹp thì được mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Bán nhiều hoặc là heo xấu hơn thì dưới mức giá này. Các tỉnh ở thị trường miền Tây như khu vực An Giang 64.000 đồng trên 1 kg, Vĩnh Long trong ngày hôm nay đang cần mức giá 63.000 đồng. Khu vực Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ hay khu vực Kiên Giang có mức phổ biến từ 62 cho đến 64.000 đồng tùy thuộc vào chất lượng của heo. Bên cạnh đó, giá heo giống hiện nay cũng đang hạ nhiệt so với những ngày đầu năm, phổ biến giảm từ 20 cho đến 30.000 đồng trên một con. Cụ thể, Giá heo giống tại thị trường miền Bắc vẫn ở mức cao nhất. Heo giống ở các trang trại chăn nuôi lên đến 1,7 triệu đồng trên một con đối với những đàn heo siêu với biểu cân từ 7 cho đến 9 kg. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh ở thị trường miền Tây chỉ trên dưới 1,5 triệu đồng trên một con với biểu cân từ 7 cho đến 10 kg và dòng heo siêu. Còn đối với giá heo trong ngày hôm nay được cập nhật ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội có mức giá dao động từ 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương có mức giá bình quân 64.000 đồng trong ngày hôm nay. Trên địa bàn Hưng Yên, nhiều nơi báo giá 63 cho đến 64.000 đồng. Tuy nhiên, ở cuộc khoái châu của Hưng Yên đối với những đàn heo đẹp, một số hộ chăn nuôi vẫn báo giá 65.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá dao động từ 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Bắc Ninh có mức giá 64.000 đồng, đặc biệt khu lương tài Yên Phong đang dao động khung giá này. Vĩnh Phúc 63 cho đến 65.000 đồng. Nam Định trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Khu Hải Hậu và Ý Yên nhiều nơi báo giá 64.000 đồng, các bạn có thể tham khảo thêm hai địa phương này. Ninh Bình 64.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam Phổ biến mức giá dao động từ 62 cho đến 64.000 đồng, trong khi đó Thái Bình là 63 cho đến 65.000 đồng trên 1kg. Các địa phương ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay hầu như không có sự biến động, Sơn La có mức giá 64.000 đồng. Điện Biên trong ngày hôm nay phối mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1kg. Hai địa phương này đang chịu ảnh hưởng nhiều của mưa lũ trên diện rộng, cho nên nhiều người dự đoán rằng có thể vài ngày nữa giá heo hơi vẫn không có sự biến động. Hòa Bình phổ mức giá 63 cho đến 65.000 đồng, Cục Tân Lạc và Lạc Thủy nhiều nơi báo giá 64.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số địa phương ở Cục Trung Du có đàn heo lớn như khu Phú Thọ có mức giá 64.000 đồng, Thanh Sơn, Yên Lập, Đoàn Hùng nhiều nơi đang báo giá 64.000 đồng trong ngày hôm nay. Thái Nguyên từ 63 cho đến 64.000 đồng, Bắc Cạn 64.000 đồng trên 1 kg, quanh vực Ba Bể đang có mức giá này. Tuyên Quang phối mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Trên địa bàn Quảng Ninh trong ngày hôm nay, duy trì mức giá nhỉnh hơn là 64 cho đến 65.000 đồng. Lạng Sơn có mức giá từ 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Lào Cai, Yên Bái phối mức giá 62 cho đến 65.000 đồng. Hà Giang cũng có mức giá 64.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng phổ biến giao quanh từ 63 cho đến 65.000 đồng. Và Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng báo giá tương tự một số hộ chăn nuôi báo giá cục yên thế của Bắc Giang hay khu vực Lục Nam có mức giá bình quân 64.000 đồng heo đẹp bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương thì nhỉnh hơn một giá. trong khi đó các tỉnh ở khu vực miền Trung, đặc biệt khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn duy trì mức giá nhỉnh hơn. nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hộ chăn nuôi còn báo giá lên đến 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. tuy nhiên đây là bắt nhỏ lẻ cho lái một địa phương với số lượng ít các bạn nhé. Còn heo trại thì hầu như không có mức giá này. Nghệ An ở khu vực Tân Kỳ hay khu vực Nghĩa Đàn đang có mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Hà Tĩnh phối mức giá 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình thấp hơn, giao động từ 61 cho đến 63.000 đồng. Quảng Trị trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, quanh khu vực Đông Hà có mức giá 62.000 đồng trên 1 kg. Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay với mức giá 61 cho đến 63.000 đồng. Trong khi đó, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mức giá 63.000 đồng trên 1 kg, đây là mức giá bình quân, Bình Định 60.000 đồng. Khánh Hòa trong ngày hôm nay ở khu Khánh Sơn nhiều nơi báo giá 61.000 đồng trên 1 kg, Ninh Thuận 62.000 đồng. Hay đối với khu Bình Thuận trong ngày hôm nay không có sự thay đổi với mức giá dao động 62 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên như Lâm Đồng khung giá 62 cho đến 64.000 đồng phổ biến ở địa phương này. Đắk Lắk 62 cho đến 63.000 đồng. Gia Lai trong ngày hôm nay có mức giá 63.000 đồng trên 1 kg. Con Tum cũng ở mức 63.000 đồng. Trong khi đó Đắk Nông phổ biến mức giá 62 cho đến 64.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, đặc biệt khu miền Đông Nam Bộ như tại thủ phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai có mức giá dao động 63.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dao động khung giá 63.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 63 cho đến 64.000 đồng, Phục Tây Ninh 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Bà Tiếp Vũng Tàu 64.000 đồng, Bình Phước trong ngày hôm nay giao động khung giá 63.000 đồng. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây như Đồng Tháp 64.000 đồng trên 1 kg, An Giang ở mức 63 cho đến 65.000 đồng. Long An trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Cần Thơ 63.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó đối với Hậu Giang cũng ở mức 63.000 đồng, Kiên Giang 64.000 đồng trên 1 kg. Một số chăn nuôi báo giá khu Kiên Lương, Giang Thành của tỉnh này đang giao động trong khung giá 64. Cà Mau phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Bạc Liêu cũng ở mức 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Biến Tre 63 cho đến 64.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 64.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 63.000 đồng, hai cục Tiền Giang cũng ở mức 63.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.